bạn nỡ gặp nó hoặc bị nó bò vào người, hãy bình tĩnh, đừng có hoảng, hãy tránh xa hoặc nhẹ nhàng với chúng. Với vẻ ngoài hơi kinh nhưng bạn sẽ bất ngờ khi biết nó là một bà mẹ tương đối là hoàn hảo. Chúng chăm ấp bảo vệ trứng cho tới khi con non lột xác ít nhất 2 lần. Tổng thời gian này thì có thể dài tới 1 năm. Đấy là phần hoàn hảo. Còn đây mới là phần bất ngờ. Khi gặp nguy hiểm, rết mẹ sẽ ăn luôn đàn con của mình rồi thoát thân, quyết không giao trứng cho ác.